Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh ABC làm của Lâm. Xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã vào xem video này. Xin chúc cô chú anh chị và thật nhiều sức khỏe. Mấy hôm nay đi không có làm video thì hôm nay mới làm cái video để mà chia sẻ cái cách mà mình phục hồi một cái chậu lan nó bị suy đi ha, bị suy bị yếu đi thì chúng ta sẽ phục hồi như thế nào. Thì bây giờ trước tiên thì xin mời cô chú anh chị và các bạn mình xem cái chậu lan này trước ha. Đây, cái chậu lan của Lâm đây. Đây là cái chậu thỏ môn Kiên Giang ha. Đây à, các bạn rồi ha. Rồi cái cách mà để chúng ta phục hồi một cái chậu lan bị suy bị yếu thì chúng ta sẽ làm như thế nào, thì thật ra nó cũng rất là dễ, nó không có cái gì là khó khăn hết. Đây chỉ là dựa trên cái bản năng tự nhiên của cây thôi mà để cho nó phục hồi lại. Thì trước tiên chúng ta phải xác định cái chậu lan của chúng ta bị suy yếu, mà nguyên nhân tại sao là suy yếu, thì chỉ cần hiểu được nguyên nhân thì chúng ta sẽ có cách để chúng ta giải quyết ha. Chỉ cần hiểu được nguyên nhân thôi thì mình sẽ có cách để mình giải quyết. Thì chúng ta phải xem, ví dụ như cái cây chúng ta là bị bệnh nó bị suy bị yếu thì chúng ta phải trị hết bệnh, tùy theo cái bệnh gì thì chúng ta sẽ trị bệnh đó. Như bị nhện đỏ thì chúng ta sẽ xịt để mình chúng ta diệt hết cái bệnh đó đi, để nó ra cái cây tơ sau này nó sẽ không bị bệnh nữa, hoặc là bị nấm, hoặc là bị nói chung là bị bệnh thì chúng ta trị cho hết ha, trị cho hết thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta phục hồi nó lại đó. Rồi thí dụ như cái nguyên nhân thứ hai là do cái giá thể, cái chất trồng lâu năm quá, từ đó dẫn đến cái bộ rễ nó bị hư ha, bộ rễ nó bị hư thì chúng ta sẽ phải thay chậu thôi. Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên, nếu chúng ta để nữa cũng được thì cũng để nữa cũng được, như cái cách mà mình để nó mọc kia để mình tách á. Nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý có thể nó bị hư từ dưới gốc, nó hư lên là hư hết nguyên cây, thì cái đó chúng ta phải xem xét cho kỹ là xem có nên để hay không hoặc là như thế nào. Rồi chẳng hạn như chậu này là lúc mà mua về nè, là nó bị cái giá thể của nó quá trời dơ, tại vì trồng quá lâu rồi, trong cái giá thể chứ Lâm dở chậu ra Lâm thấy là nào là than, nào là đất, nào là than đá, nào là đất nung, rồi dớn cộng, rồi sơ dừa, ô tùm lum thứ hết, nhìn chậu lan là muốn khóc luôn. Nhưng mà tại vì thích nên mua về để mình giữ lại, coi như nó là một cái chậu bị suy rồi đó, bắt đầu là nó có dấu hiệu bị suy rồi đó. Đây là hai cái cọng này là bị suy nè, một cọng chỉ còn một lá, một cọng còn hai lá nè ha. Đó, đây là ba cọng này là làm chồng nó mới ra hoa, mới ra cái mầm, ba mầm này lại nè. Rồi cái việc mà phục hồi nó thì như thế nào, thì chúng ta cũng có thể là lấy cái phần này chúng ta để vô cái chỗ nào cho nó ẩm để nó ra kia chúng ta lấy chồng, đó cũng là một cách phục hồi bằng cách là nhân ki lên để chúng ta lấy ki đó chúng ta trồng lại đó. Thì đây cũng là một cách phục hồi bằng cách nhân ki, nhưng mà khi mà chúng ta để như vậy, để nằm như vậy thì có thể là nó ra ki, nếu mà cái mắt cũ nó còn á thì chúng ta trồng như chậu thẳng đứng gì nó ra ki, nó sẽ thẳng đứng lên, thì cái việc trồng sau này, cái việc mà thay chậu sau này cũng dễ hơn. Còn nếu chúng ta để nằm thì nó hơi rườm rà chút cũng không sao hết. Thì đó, chúng ta là phục hồi bằng cách là cho nó nhảy ki, rồi chúng ta nuôi lại từ đầu, giống như là trồng lại một cây mới vậy đó. Thật ra phục hồi cây si thì giống như một cái cây là nó đã si rồi, một cái cây mà nó đã rớt lá như vậy rồi thì chúng ta không làm cách nào mà cho nó ra lá được nữa, chứ lá nó chỉ ra một lần thôi, làm sao mà chúng ta xịt thuốc vô để mà cho thân nó mập lên rồi cho lá nó bóng, trong khi rễ thì không còn, nó không có cái thuốc nào làm được như vậy hết. Các bạn không tin thì các bạn thử đi, các bạn lấy, nói chung là không có thuốc nào mà cây mà không còn rễ mà xịt vô mà cái cây nó vẫn phát triển bình thường, mập được, cái đó là chuyện nó chuyện đương nhiên là không có, tuyệt đối là không có, chắc chắn 100% là không có. Nhưng mà xịt thuốc kích ki thì có nha, nhưng mà Lâm khuyên các bạn nè, cũng đừng có xài các loại thuốc kích ki, không cần biết là kích ki của Việt Nam hay là của Mỹ, của Nga, của nước ngoài gì, chúng ta không cần biết, nhưng mà chúng ta Lâm khuyên các bạn là đừng xịt ha. Tại vì những người chơi lan chung với Lâm á, là cũng có một số người mua về cây bị suy á, mua giống như mua cây chớp á, về thấy nó bị suy yếu quá, mua cộng quá nhỏ rồi nó bị suy, xịt thuốc kích ki vô rồi từ từ cây nó càng ngày càng lụng bại, càng hư luôn. Đó là cái, rồi đó là nó sơ qua về những cái việc mà không nên làm. Rồi cái việc chăm sóc như thế nào, chăm sóc nó thì chúng ta xịt, một là chúng ta trồng vào trồng như thế này, hai là để lên cái mặt ẩm để cho nó ra kia chúng ta trồng đó, thì là cũng đó là cái cách này là Lâm trồng vào chậu ha, trồng vào chậu Lâm để một nơi mát
giống như bình thường để trong cái lưới dưới vàng lan vậy đi, thì bây giờ cái cây chúng ta mới trồng lại, thì nói chung cây nào cũng gì mới trồng lại thì chúng ta phải để nơi mát, nhưng mà cây này nó quá yếu đi thì chúng ta phải để nơi mát. Rồi phân bón thì chúng ta giảm lại cái liều lượng, không bón phân ha, không bón phân, không bón phân NPK, cũng không không xài thuốc kích kỳ ha, không xài thuốc kích kỳ, chỉ xịt B1 cho nó thôi, xịt B1 cho nó ha, xịt B1. B1 của hãng nào cũng được, HVP, đầu châu, rau mo hay là của Thái, bất cứ cái nào cũng được. Chúng ta xịt B1 với liều lượng là loãng thôi, 1 ml, 1 lít nước để chúng ta xịt cho nó, rồi chúng ta tưới nước giữ ẩm cho nó. Rồi khi nào mà nó bung kỳ ra, nó bung mầm, bung mầm, bung thân tơ mới ra đó, thì chúng ta sẽ cho nó ăn ăn ra rễ ha, ăn ra rễ cũng với liều lượng là 1 ml, 1 lít nước, để cho nó ra rễ, để cho nó bám vào giá thể, thì để tự nhiên nó vẫn ra nhưng mà rễ nó không nhiều thôi, để rễ nó không nhiều thôi. Khi mà có, nói chung là có phân có thuốc thì người ta làm ra cho mình xài thì mình cứ việc xài thôi đó. Rồi là chúng ta xịt vô để nó ra rễ, nó ăn lên, nó lớn lên nè. Đây như các bạn thấy ba cái thân tơ mới không à, đây là hai thân già cũ nè, ba thân tơ mới nè đó. Đó, rồi chúng ta cứ nuôi nó lại, nuôi từ từ cho cây nó lớn lên. Đây chỉ là cách phục hồi rất là đơn giản chứ không có gì là phức tạp hết. Cũng có thể các bạn nói lầm là tự nhiên có nhiều đây cũng làm clip nữa. Nhưng mà tại vì nếu mà không làm video á mà thì các bạn không biết, thì các bạn có thể mua thuốc kích kỳ về các bạn xịt ha. Có thể là mình nóng lòng quá, nói chung là cây mình mua mà, chẳng hạn như cây chết hay cây gì đi, thì hay là lan mắc tiền đi, mình nóng lòng quá cái mình muốn cho nó ăn nhiều phân, nhiều thuốc vô để cho nó nhanh phục hồi, nhanh lấy lại sức, thì nó cũng giống như một người bệnh vậy các bạn. Các bạn bệnh thì các bạn không thể nào mà ăn vịt quay, gà quay hay là lẩu này lẩu nọ, heo sữa quay thì chúng ta không thể ăn được, chúng ta chỉ ăn cháo ống sữa thôi đó, thì chúng ta chỉ ăn được ít thôi chứ đâu chúng ta không thể ăn được nhiều. Thì cái cây nó cũng như vậy, mình phải đặt vô cái trường hợp là mình như vậy đi thì mình sẽ như thế nào thì nó sẽ dễ xử lý hơn. Còn nếu mà chúng ta tham quá, chúng ta cho ăn chất kích thích vào rồi rồi nào là chất kích thích rồi phân bón với liều lượng cao để cao mập thì không có được ha. Đó là lời khuyên chân thành của Lâm, mong các bạn là mong các bạn có nhận. Đó là một kinh nghiệm thực tế, đó là kinh nghiệm thực tế, tại vì cũng có người bạn của Lâm rồi mua cái cây chớp về thấy nhỏ quá, thấy ốm yếu quá mới xịt kích kỳ vô, nó ra con nhưng mà nó rồi xong là nó từ từ nó chết luôn, tại vì nó ra con mà chưa kịp ra rễ nó lại mày nhảy con nữa thì nó không thể nào mà nó phát triển được đó, nó không thể nào phát triển được. Tốt nhất là chúng ta không nên xịt kích kỳ nha, chúng ta cứ để bình thường giống như mình nuôi lại từ đầu vậy đó, mình trồng lại từ đầu. Nhưng mà nó có hai cái thân này nè, nó có hai thân già này, nó nuôi cái thân tơ, nó có nhựa nuôi hai thân tơ là rất là khỏe rồi, không có gì hết. Thì chúng ta phải xác định cái nguyên nhân của nó là tại vì sao mà nó hư, thì chúng ta sẽ xử lý được. Tại giá thể dễ hư thì chúng ta sẽ thay đó, còn bị bệnh thì chúng ta sẽ xịt cho hết bệnh ha, sẽ xịt cho hết bệnh. Đốm lá, bọ chỉ hay là nhện đỏ thì chúng ta sẽ xịt thuốc cho nó để nó hết bệnh đi ha, để nó hết bệnh đi, để nó phát triển nó bình thường, để nó hết bệnh. Thì nhưng mà những cái vết bệnh nó vẫn còn nha, nó không phải là hết, là cái lá nó xanh lè lại bình thường, xanh như lại như bình thường như lúc ban đầu, chưa có chuyện gì xảy ra, có chuyện đó là không có. Thì để nó không lây lan qua những cái mầm mới như thế này đó, đó là cách để chúng ta phục hồi nó ha. Nói chung thì cái cách này không có gì mà phức tạp hết, đơn giản như vậy thôi, nhưng mà cũng làm một video để chia sẻ cho mọi người. Thì mong cô chú anh chị mình thông cảm nếu mà cảm thấy video nó không được hay lắm hay là nó nhàm chán quá, thì cũng mong cô chú anh chị mình cho Lâm một like, cũng đừng có nói gì nhỏ hết, mất công thằng nhỏ nó buồn. Xin cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nếu mà bạn nào có cái gì chưa hiểu thì có thể comment vào dưới video, hoặc là kết bạn với Lâm qua Facebook Sơn Trần Vũ Lâm, hoặc là fanpage Đại Lâm Mộc, nhóm Đại Lâm Mộc, thì Lâm sẽ xin chia sẻ hết những gì mình biết cho các bạn. Lâm không có giấu gì các bạn hết, yên tâm, đã làm chia sẻ thì không có giấu gì hết. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.